Christian Pulisic. Cầu thủ này mùa trước được Chelsea cho Borussia Dortmund mượn. Anh là thi đấu vị trí tiền vệ cánh, sẽ đá ở vị trí RM hoặc LM đều rất tốt. Mức lương 7, chiều cao 1m77, cân nặng 6 kg, thể nhỏ thuận, trai 4,5. Ở vị trí RM thì Brosic có 4 sao kỹ thuật. Sơn góc gồm có ma tốc độ và quả ngựa. Đây là một cầu thủ rất khéo. Thì điểm mạnh của Brosic chính là tăng tốc và tốc độ. Khả năng rê bóng, giữ bóng rất tốt. Đây là một trong những tiền vệ cánh, tiền đạo cánh rất là nhanh nhẹn. Pulisic thì đang là thành viên của đội tuyển Mỹ. Và thủ môn sẽ lách tuyến phòng thủ, đánh chặn thông thường và chạy chỗ. Pulisic đang là một trong những tài năng trẻ của Pool dưới thời Abad. Chúng ta đã được chứng kiến những màn trình diễn rất hay của Pulisic ở giải vô địch ngoại Anh cùng Chelsea mùa giải này. Và anh thường xuyên có những tình huống bóng và dứt điểm rất hiểm hóc. Pulisic đã ghi rất nhiều bàn thắng quan trọng cho câu lạc bộ Chelsea, mang về những số chất lượng cho câu lạc bộ. Mạnh của Pulisic chính là kỹ thuật rất tốt. Và trong in-game thì các nhà lập trình đã cho anh một chỉ số thuật rất cao là 4 sao. Mạnh của Pulisic vẫn chính luôn là tốc độ, sự khéo léo và tinh danh trong những pha chạy chỗ và ghi bàn. Ngoài ra khả năng kiến tạo của Pulisic cũng rất ấn tượng. Có Pulisic thì Fram, Lampard và các cổ động viên Chelsea sẽ phần nào đó quên đi hình ảnh của Eden Hazard. Cầu thủ hiện tại đang chuyển sang câu lạc bộ Real Madrid. Rất hay, một pha thoát súng rất tuyệt vời của Pulisic. Thuật tạo cho Raul. Bạn thấy kỹ năng của Pulisic trong in-game là rất tuyệt vời. Pulisic tuy có bước chân thuận địch 4 năm nhưng Pulisic là một cầu thủ sử dụng hai chân rất khéo léo và bứt tốc của anh là rất ấn tượng. Tuy nhiên với thể hình mỏng con, dùng Pulisic để phang với những hậu vệ châu bò là điều không tưởng. Với phong độ ấn tượng ở thời điểm hiện tại thì Pulisic chắn sẽ có giá trị tăng lên rất cao. Và đội tuyển quốc gia Mỹ thật sự là rất may mắn khi đang sở hữu một trong những viên ngọc bóng đá quốc gia. Cầu thủ có thể chinh chiến ở Premier League sẽ có những tố chất mạnh về tốc độ. Ngoại hạng Anh là một giải đấu rất khắc nghiệt, sử dụng nhiều đến tốc độ.
Ta đã biết ở ngoại hạng Anh có một ông vua tốc độ đã từng ở Gareth Bale, thời kỳ anh còn thi đấu cho câu lạc bộ Tottenham. Như những tài năng trẻ sáng giá của giải vô địch ngoại hạng Anh thì Pulisic sở hữu cho mình phẩm chất, thuật và kiến tạo của Pulisic xưa rô béo, nhãn quan chiến thuật rất tốt. Pulisic rất tiếc tình huống chớp cơ hội rất tốt của Pulisic. Rất kỹ thuật. Dortmund rất bắt tay khi đào tạo những ngôi sao trẻ tiềm năng. Hồi trước thì họ đào tạo Pulisic, mùa này thì họ có Jadon Sancho. Và hầu như những cầu thủ trẻ sang Borussia Dortmund thì đều phát huy được những tố chất của mình. Và như Pulisic thì sau khi rời Dortmund, wow, quá ấn tượng, một bàn thắng quá đẹp của tài năng trẻ Christian Pulisic. Một pha dứt điểm cực ảo. Pha dứt điểm khiến cho tất cả phải ngỡ ngàng. Đó cũng chính là phẩm chất của Pulisic ở ngoài đời. Anh luôn có những tình huống như vậy. Điểm rất hay. Móc. Và bóng thường đi với quỹ đạo khiến cho tất cả đều phải ngỡ ngàng. Rất hay. Một màn trình diễn ấn tượng của Basic. Rất hay. Và dứt điểm táo bạo. Bóng không còn ở phòng ngự. Ta có thể thấy được những phẩm chất tuyệt vời của Sinh. Thuật hào hoa và rất hiệu quả trong khả năng dứt điểm của mình. Pulisic có thể phù hợp với tất cả những sơ đồ, đặc biệt là Tiki Taka hay là chiến thuật phản công của các huấn luyện viên. Chấm cho Pulisic ở vị trí LM hay LM thì đều có thể chấm một thang điểm đẹp. Thang điểm rất đẹp. Đó là 10. Thằng phối hợp cực hay. Pulisic đang còn rất nhiều thời gian để hoàn thiện những kỹ năng của mình trước khi trở thành một siêu sao. Và những phẩm chất của mình thì anh hoàn toàn có thể so sánh với một cầu thủ châu Mỹ khác. Đó là Lionel Messi. Kỹ thuật
khả năng dè dặt và dứt điểm cực ảo. Khi bóng có trong chân Perisic thì bóng như bị nam châm hút vậy. Cầu thủ này xử lý bóng rất gọn gàng và dính chân. Rất tuyệt vời, khả năng tì đè cũng rất ảo các bạn ạ. Rất hay. Một pha kiến tạo cho dô béo. Ui. Màn trình diễn rất ấn tượng.